Phiên chợ diễn ra tại thành phố Cao Bằng và hai huyện Quảng Hòa, Bảo Lạc. Mỗi phiên chợ có 18 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Các sản phẩm trưng bày là những nông sản đặc hữu, sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.